Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chúng ta tiếp đến cuốn video thứ hai giao lưu với vườn cảnh ông Nguyễn Tấn Xanh, còn gọi là ông Năm Xanh, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Vâng, chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng một tác phẩm si. Quá đẹp nhỉ. Một cây si bám đá, và chúng ta quan sát trước cái bệ, hình hài của bệ đá chính là hình một cụ rùa. Cái cây si này thì em cũng mới được sự nhường lại của một anh. Thì cây si lá nhỏ này thì anh coi chuyện rất là dài, và người ta chơi cái dâm bông rất là nhuyễn, cực kỳ cây nhỏ nhà cho anh đếm tổng cộng có 30 mấy cái chi bông. Vâng, nó thể hiện một cái nét chơi rất là cổ kính. Cây này dáng chụp nhưng mà nó dâm ở dưới rất là dày và kỹ này kìa. Cho nên là cây này thì một những cây như đi chơi được rồi, không cần phải nuôi nữa. Nó đã đến mức hoàn thiện rồi. Cây này mà giao lưu giá bao nhiêu anh? Cây này em giao lưu thì giá 50 triệu. 50 triệu? Dạ. Vâng. Anh đứng cạnh tôi xin kiểu ảnh nhé. Cây si được báo giá 50 triệu, vườn ông Tấn Xanh rất đẹp. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang những cây còn lại. Vâng, chúng ta chuyển đến một cây xanh. Hình ảnh của một cây xanh với những nét rễ buông rất là tuyệt vời đây. Ôi dồi, dễ bể đá đẹp quá nhỉ. Bể này ngâm nước đẹp quá rồi. Anh ạ, bể này của anh ngâm nước đẹp quá rồi. Thả nước quá chuẩn luôn rồi. Là một cây xanh quê nhưng mà phải nói cái nét rễ bệ thân rất đẹp. Vâng, và đây là hình ảnh phía sau của bể xanh. Cái đống đất có hốt trong cái bản theo ông xin em 200 tỷ rồi.
Vâng, chúng ta ngắm dáng bóng dáng của cây xanh một lần nữa với cái bóng rất là tuyệt vời. Vâng, chia tay với tác phẩm xanh, chúng ta đến với một cây dòng cây cũng đặc biệt, đó là cây gỗ chắc. Mật độ vườn của anh rất là dày đặc cây, cho nên tôi đã đứng lách qua những cái khe kẽ giữa cây nọ cây kia để làm chương trình, cho nên có đôi khi có những góc quay rất hẹp. Thư viện này nó ảnh tô bố thư viện à? Đây rồi, không trưng bày được đấy. Đấy, hình ảnh của cây gỗ chắc này. Đường thăm đi rất mềm mà, và từ đầu đến đường thăm đi rất mềm, rất mềm. Đẹp quá, đường đi của thân cây chắc uốn lượn theo cái nhịp của cái phần lũa rất là dẻo. Mà chơi thân lũa thì gỗ chắc thì quá là trường tồn rồi, riêng gỗ chắc thì khỏi phải lo nghĩ hỏng thân. Và chỉ còn một mạch rất nhỏ nhưng mà vẫn nuôi thân xanh tốt cực kỳ luôn. Này nó đi nguyên hết à? Vâng. Đây là dòng cây gỗ chắc, gỗ dây, chắc dây. Vâng, hình ảnh từ xa của cây gỗ chắc này. Anh đứng gần vào để so sánh luôn. Đấy, tuyệt vời chưa? Cây gỗ chắc này mà giờ giao lưu giá nào anh ơi? Cái này anh giao lưu là 90 triệu. Vâng. Nó là cây gỗ chắc anh chơi tại từ quá lâu rồi. Được rồi. Giờ 20 năm rồi. Cây gầm gì cũng nhiễn hết rồi. Ok. Vâng, chúng ta chuyển đến để chiêm ngưỡng cây găng tu hú. Cây găng một thân, dáng rất là kỳ dị đây. Đi theo đường thân lên đây. Đây là muốn lái tác phẩm là một người mẹ chim có dù nuôi mẫu tử. Mẫu tử. Vâng. Ý tưởng anh xây dựng tác phẩm mẫu tử. Cây căng này mà giao lưu giá nào anh? Cái này nếu em giao lưu là cho anh em để chơi 9 triệu. 9 triệu? Vâng. Được rồi, rất là tuyệt vời. Vâng, đứng trước dàn mini và tầm nhỏ ở trên cái giá này, chúng ta đến với một cây ruối. Đây. Cây dưới này mà tầm nhỏ này mà giao lưu giá nào anh? Cái này em giao lưu 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi? Dạ, 4 triệu 500 nghìn. Vâng, hợp lý quá nhỉ. Cây này một người bê bình thường. Dạ. Một người bê được đúng không? Dạ. Ôi giời. Nó già lắm rồi anh. Có 4 triệu rưỡi à? Vâng. Vâng, tôi nghĩ là cây này chúng ta không phải lăn tăn gì nữa. Đẹp quá nhỉ, 4 triệu rưỡi tác phẩm dưới này. Tuyệt vời rồi.
Vâng, ở khu vực này thì chúng tôi thấy còn có một cây chuối nữa, thân cũng rất là đẹp. Đặc biệt nhất là cái bệ này. Cái bệ anh quay về trước và sau. Chỉ có anh vòng trong này, mặt sau nó đẹp hơn. Vâng, chúng ta chuyển sang mặt đối diện của cây chuối này xem. Đấy, cái bệ rất hấp dẫn ở cái rễ vồng lên quay trở lại, lại xoáy tròn xong xong cái cắm xuống đất. Vâng, cây này thì còn đang làm tiếp, thời gian cũng không nhiều nữa đâu, bởi vì những cái vị trí tay chi đã định sẵn rồi, ổn rồi. Cây này thì giao lưu giá nào anh? Dạ, cây này thì em xin giao lưu giá 7 triệu. Cây này 7 triệu ạ? Vâng. Vâng, cảm ơn anh nhé. Cây chuối rất hấp dẫn. Giá 7 triệu. Vâng, kế bên là một cây lộc vừng này. Cây lộc vừng này như chú đang đi tè. À, cho nên anh lại để cái này phía dưới. Chọn tè chất coi. Để tè vào đây hả? Cậu có hình hài cũng giống, tưởng tượng ra cũng giống. Và chúng ta quan sát nhất là cái đế rễ của cái cây lục vực. Tuyệt vời chưa? Vâng, và rất là già nhé. Cây lộc này giá bao nhiêu anh ơi? Cây lộc vừng này em giao lưu với 9 triệu. 9 triệu. Vâng. 9 triệu rưỡi. Được rồi. 9 triệu rưỡi cây này. Cái này là cái chậu tàu á, cái chậu này giá trị này là 1 triệu rồi. Rồi. Người ta rất là già. Vâng, bên cạnh đây anh có cây cây sưa. À, cây gỗ sưa bonsai. Vâng, và đây là cây me. Cây me tầm nhỏ và có cái đường đi của thân cũng rất là kỳ quái. Ở đây là cây gỗ chắc. À, đây là cây sung. Chúng ta đến với cây sam trái. Sắp chuẩn bị ra trái rồi, rất nhiều.
Và tới đây Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video thứ hai để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau đến với vườn cảnh ông Nguyễn Tấn Xanh, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.